Mới đây, công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Vitsan tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Tại đây, doanh nghiệp đã đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 với tổng doanh thu đạt 3.570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 141,5 tỷ đồng, sản lượng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến lần lượt là 10.600 tấn và 23.500 tấn. Tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất thông qua nhiều nội dung về các phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu trong việc phát triển doanh nghiệp và chăm lo người lao động năm 2024. Mới đây, doanh nghiệp cũng đón nhận chứng nhận thương hiệu mạnh quốc gia năm 2024 trong nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.